Mẹ đã về rồi đây. Hai cha con xem mẹ đã mua được những gì nè. Em lại mua cái gì mà nhiều vậy? Hôm nay cửa hàng giảm giá tới 50% lận, nên em tranh thủ mua đồ cho cả nhà mình luôn đó. Con thử luôn xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Anh cảm ơn em. Nón chật quá mẹ ơi. Con gọi vào một lát nó giãn ra là vừa chứ gì. Trời ơi, dép gì mà to đùng như cái xuồng ba lá vậy? Trời ơi, có gì đâu, rộng rãi một chút cho thoải mái, xài hoài sẽ quen thôi mà. Đây là mốt mới hả em? Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Thôi đi, chẳng có thị hiếu thẩm mỹ gì cả. Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Đúng, không được làm như vậy, mất vệ sinh lắm. Ngứa quá mẹ ơi. Chắc là tại nón mới mua chưa giặt lần nào đó con. Đồ người ta bán ở ngoài đó không biết bao lâu rồi, bụi bẩn rồi nấm mốc. Bà con nói đúng đó, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Không hiểu sao, cứ hễ thấy đồ rẻ là em lại thấy ham.